chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh An Thái Auto. Hôm nay em gửi tới mọi người một cái video giới thiệu về dòng sản phẩm, đó là còi ngân Seoul Hàn Quốc 3 tiếng, hay còn gọi là 3 giọng 12V. Đây là một trong những hãng còi có giọng ngân cho âm thanh to rõ, rất vang và ấm tiếng. Sản phẩm được sử dụng điện ắc quy 12V, 24V, phù hợp cho các dòng xe máy, xe con và xe tải. Còi ngân vang giúp cho việc lưu thông lại, đi lại được thuận lợi, thể hiện vị thế của xe hơi. Thông tin của sản phẩm còi ngân là có xuất xứ từ Seoul, Hàn Quốc, màu trắng, âm thanh của nó là 3 tiếng. Bộ sản phẩm bao gồm một bộ còi, phụ kiện điện áp, dây điện. Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian xem video của em. Mọi người có nhu cầu tìm hiểu và tư vấn về sản phẩm có thể liên hệ với em theo số điện thoại là 0769086333. Em xin chân thành cảm ơn.